Em Hồng Ngọc xin được kính chào toàn thể các bác đang theo dõi video của bên em nha. Hôm nay thì vừa mới cập đến một em Fadin Bay sản xuất 2020 đã đi được 48.000 km mọi người nhé. Và điều đặc biệt là em xe này đã lên màn hình Android, lại còn tích hợp cả cam 360. Đây là các chị mới lái thì các anh mua cho vợ thì chuẩn bài là không lo các chị có va quệt ở đâu nha. Xe thì em vừa về còn rất là mộc nên là quay lên sóng luôn cho mọi người, bác nào có nhu cầu thì chốt sớm giúp em. Tại vì cái chiếc này thì nó đi ra đi vào rất là nhanh, chỉ chốt được khách cái là lên đường ngay đó mọi người nha. Giá thành em này em mua cũng đang giá rất là hợp lý. Hôm trước em nhập một chiếc 2019 mà giá em bán ra cũng đã là 299 rồi, mà chiếc này chỉ nhỉnh 300 một xíu siêu thôi, thì các bác không nên lăn tăn nữa nha. Riêng xe Fadin thì lại có cả lốp dự phòng mọi người nhé. Chỉ có mỗi dòng Fadin thì có thôi, còn các dòng khác của VinFast thì sẽ không có lốp dự phòng mọi người nha. Đấy, thì lốp dự phòng vẫn theo xe nguyên bản. Đây thì sẽ là mọi người di chuyển đến khu vực cần khoang nội thất nhé. Khoang nội thất của em này thì cũng rất là bền nhé. 2020 là đi cũng đến nay là tính là năm thứ tư mọi người ạ, mà chất lượng ghế ra thì mọi người cứ phải chuẩn chỉ cho em là chất lượng xe có cam kết bằng văn bản nha. Đấy, đang bẩn đây này, chưa có vệ sinh, để xong là em còn vệ sinh dọn dẹp lại. Mới về ngày hôm nay lên sóng luôn nhưng mà cơ bản là xe cũng còn rất là mộc mạc. Sơn thi chắc chắn là em phải tốt lại chứ mọi người nhá, nên các bác mà tốt thì chắc chắn là nhận xe thì sẽ đẹp long lanh rồi. Em sẽ khắc phục những cái gì có thể cho chiếc xe được hoàn thiện về hiện trạng mới nhất. Đây chúng ta ốc vít mọi cái cánh cửa, đây đấy sẽ đi vào cận cảnh vô lăng cần số cho mọi người xem này. Em màn hình Carfu kèm 360 để mở máy lên cho mọi người xem nha. Đấy, đây các bác nhìn này, cam 360 xịn sò luôn này. Đấy, nên mọi người mà cân đối em này thì cho vợ đi thì cực kỳ yên tâm luôn nhá, có cả cam 360 nữa rồi, rất là tiện lợi. Rồi bây giờ thì em sẽ mời mọi người di chuyển khu vực phần khoang máy nha. Đấy, bản bay thì nó cũng không có quá nhiều option rồi mọi người nha. Đấy, chỉ cũng xương xương những cái option như thế thôi. Còn đâu là sẽ không có quá nhiều option, nhưng em thấy có cái cam 360 là mọi người cũng quá đủ rồi. Màn hình nữa là mắt đi trên đường muốn nghe nhạc bấm vào tích hợp bản đồ ấy, nhưng mà chả thiếu cái gì. Thế thì giờ thì sẽ làm mở thêm phần khoang máy cho mọi người xem. Động cơ của em này thì rất là khỏe mọi người nhé. So với chỗ xe cùng phân khúc i10 Morning thì chỉ 1.2, như em này chơi hẳn 1.4. Đấy, thế nên là chắc chắn là nó sẽ khỏe hơn và bốc hơn. Đi có cảm giác đầm chắc, không có cảm giác nhẹ mọi người nhé. Đây là một cái ưu điểm rất là lớn, và cũng chính vì vậy mà chiếc xe có danh số bán ra rất là tốt. Rất nhiều bác lăn tăn là xe bây giờ nó dừng sản xuất rồi, thì các bác cứ yên tâm khẳng định cho em là nhu cầu khách mua Fadin rất là nhiều, vì với cái tầm tiền chỉ hơn 300 dưới 200 một tí đã sở hữu được một em Fadin đời mới rồi. Mà cái tầm tiền đấy các bác đi mua i10 Morning nhé, phải cộng thêm cho em ít nhất là 60-70 triệu nữa. Thế nên là mọi người cân đối em này thì alo trực tiếp để chốt giá nhé, sớm nhé.